kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ phận không khí lạnh suy yếu khiến cho thời tiết các tỉnh phía Bắc ấm dần lên, mức độ rét giảm và thời gian rét trong ngày chỉ còn tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Tuy nhiên thì đới gió đông mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền vẫn còn hoạt động khá mạnh nên trong 24 giờ qua tiếp tục gây ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh miền Trung thời tiết giảm mưa và nhiệt độ tăng nhanh. Đối với hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết dường như ít thay đổi, phổ biến kiểu thời tiết ít mưa và nắng kéo dài. Trong đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh và chỉ còn gây ra tác động yếu đối với khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ, tiết trời ấm hơn. Mặc dù vậy thì đêm nay và sáng ngày mai thời tiết vẫn còn khá rét. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù có giảm nhưng chưa kết thúc hẳn. Ban ngày trời sẽ giảm mây và hứng nắng yếu. Các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân thời tiết khá tốt, có mưa nhỏ một vài nơi, trong ngày trời nắng dịu. Xuống đến khu vực phía Nam thời tiết có xuống ổn định và sẽ nóng hơn do nhiệt độ tăng nhẹ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại thủ đô Hà Nội, bầu trời sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, nhưng mưa sẽ giảm đáng kể và chỉ còn xảy ra trên diện rất hẹp. Nhiệt độ có xuống tăng dần nên thời tiết rét chỉ còn cảm nhận được vào lúc đêm khuya và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất về đêm là 17 độ, còn ban ngày trời ấm hơn với nhiệt độ ở mức 20 độ. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí vẫn còn khá cao ở mức 85%. Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện tại khu vực vào buổi sáng. Trước thềm năm mới, tại thủ đô Hà Nội đã và đang diễn ra nhiều hoạt động giải trí. Nổi bật trong số đó là hội chợ xuân được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2013 với quy mô trên 800 gian hàng của gần 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Đây là hội chợ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của nhân dân thủ đô và khách thập phương trong dịp vui xuân đón Tết cổ truyền. Nét nổi bật của hội chợ năm nay là sự xuất hiện phong phú các sản phẩm địa phương và đặc sản các vùng miền như là các loại hoa quả Nam Bộ như xoài cát Hòa Lộc, cao lãnh, bưởi da xanh Tây Ninh, bưởi Nam Roi, kẹo dừa Bến Tre. Bên cạnh đó, tại hội chợ còn có nhiều chương trình lễ hội cổ truyền, biểu diễn nghệ thuật và thời trang. Ngay từ ngày đầu khai mạc, mặc cho tiết trời giá lạnh của mùa đông, hội chợ vẫn thu hút đông đảo người dân thủ đô tham gia. Thưa quý vị và các bạn, cũng nằm trong xu thế thời tiết tốt dần lên nên khu vực thành phố Hải Phòng trời nhiều mây nhưng mưa chỉ có thể xảy ra trên diện hẹp. Độ ẩm không khí vẫn duy trì ở mức 90%, gây ra sương mù và sương mù nhẹ vào buổi sáng, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây là 16 độ, còn ban ngày tăng lên mức là 19 độ. Tỉnh khu vực Trung Trung Bộ chỉ còn chịu tác động yếu của không khí lạnh nên thời tiết chuyển tốt hẳn. Tại thành phố Đà Nẵng trời nắng ấm với nhiệt độ trong ngày dao động trong mức từ 20 đến 27 độ với độ ẩm trong không khí 75%. Nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân đón Tết cổ truyền, tại công viên 29 tháng 3 thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2013 sẽ diễn ra hội hoa xuân Quý Tỵ với không gian Tết xưa mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nghệ thuật Hoa Viên Đà Nẵng, người dân và du khách đến với Hội Hoa Xuân Quý Tỵ 2013 sẽ được triển lãm hơn 1.000 tác phẩm hoa viên như là cây kiểng, bonsai, hoa tươi, đặc biệt là bộ sưu tập các loài hoa lan, bát tiên, xương rồng, cây khô, đá nghệ thuật, tiểu cảnh hay non bộ, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật cao của các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó, thì khách du xuân còn có dịp thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật và tham gia vào chương trình Xuân Yêu Thương do Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng tổ chức, dự kiến tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh có cường độ suy yếu không còn ảnh hưởng nhiều đến thời tiết Nam Bộ nữa. Do vậy, Nam Bộ sẽ là nơi có cường độ nắng khá mạnh với thời gian nắng kéo dài hơn 10 tiếng trong ngày. Thời điểm nắng mạnh nhất vào buổi trưa đẩy nền nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ lên mức 32-33 độ. Đồng thời, thời tiết ít mưa kết hợp với độ ẩm giảm thấp chỉ còn ở mức từ 50 đến 65% sẽ mang lại cảm giác khá oi bức suốt ngày. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất tại đây phổ biến ở mức 22 độ. Trong những ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, làm gia tăng cường độ bức xạ trong ngày. Tại khu vực thành phố Cần Thơ, thời tiết khá dễ chịu, với nền nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng vừa phải. Thấp nhất ban đêm tại đây ở mức 22 độ, còn cao nhất ban ngày ở mức 32 độ, với độ ẩm trong không khí tại đây là 65%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.